Dạ vâng, shop âm thanh Đạt Trần em xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ở ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em Đạt Trần mời các bác đăng ký kênh bên em để không bỏ qua bất cứ những video clip, những báo giá nào mỗi ngày. Ở video hôm nay bên em lên sóng sản phẩm hàng mới về bên cửa hàng Đạt Trần bên em. Một cặp loa Pioneer CS63DX, một dòng sản phẩm siêu to khổng lồ. Cặp loa này thuộc phân khúc đàn anh cả trong dòng họ nhà Pioneer mắt võng, thưa các bác. Nó còn to hơn những cặp CS88A hay là CS99A. Cặp này với kích thước cao lớn đồ sộ, chiều cao 72cm, chiều rộng 47 và chiều sâu là 43cm, thưa các bác. Xin lỗi các bác, chiều sâu là 33cm. Cặp loa này với thiết kế lưới e căng mắt võng đặc trưng của các dòng loa Pioneer cổ. Bên ngoài là lưới mắt võng, bên trong là lưới vải màu xanh được đan dệt một cách rất là chi tiết và kỹ lưỡng. Em xin phép được mở mặt e căng ra để cho các bác chúng ta cùng xem cấu hình tuyến loa của cặp loa này. Vâng, các bác đã có thể thấy được cấu hình đồ sộ của cặp loa Pioneer 63DX với cấu hình một bát 40, hai loa mít giấy, một loa chép kèn và hai loa siêu chép còi đều là bằng kim loại các bác nhé. Kèn còi đều là bằng kim loại rất là khủng, bát 40 màng giấy gân xếp, hai loa mít thì được sở hữu màng giấy gân vải. Về thùng loa được làm bằng gỗ lạng rất là đẹp, cặp này về trong tình trạng đẹp xuất sắc và di nguyên bản, thưa các bác. Rất hiếm khi về được những cặp 63DX đẹp và chất lượng như thế này. Mời các bác chúng ta cùng lại gần để chúng ta quan sát độ chất lượng của cặp loa này. Em đầu tiên em xin phép quay cho các bác hai tấm lưới e căng trước của cặp 63DX với hai tấm lưới e căng rất là đẹp mắt. Tiếp theo là cái phần thùng loa. Thùng loa được thiết kế là thùng vỏ gỗ lạng. Thành vách góc cạnh của em nó thì đẹp, không thiếu gì hộp xốp luôn. Xuất sắc, không một điểm sứt mẻ hay là không một điểm chảy xước. Đây, cả hai cặp loa, cả hai bên thì còn rất là mới. Phía sau của nó, các bác có thể thấy là phần thùng họng còn rất là đẹp. Model 63DX với hai vi tinh chỉnh cho giải mid và giải chép. Dòng này chở kháng 8 ohm, công suất mỗi thùng là 80W, vô cùng là dễ dàng phối ghép với hầu hết các cái dòng âm ly của Nhật Bản. Cấu hình loa một bát 40 rất khủng ở đây. Hai loa mít giấy được làm gân vải thì các bác chơi vô biên, không bao giờ phải thay gân. Một loa chép còi, một loa chép kèn, hai loa chép còi rất là khủng ở đây. Toàn bộ tuyến loa căng mọng đẹp không một tì vết. Thực sự là hiếm khi về được những cặp 63DX đẹp một cách mỹ miều như thế này, thưa các bác. Về chất âm của cặp loa này rất hay. Chất âm của em nó mộc mạc sâu lắng, đi sâu vào lòng người, phù hợp nghe các cái thể loại nhạc không lời, nhạc vàng, nhạc xưa, nhạc bolero hay là các cái thể loại nhạc băng cối, em nó đều thể hiện rất là tốt, thưa các bác. Cặp này thì đẹp xuất sắc luôn. Mời các bác chúng ta cùng thưởng thức một chút nhạc không lời trên cặp 63DX. Sang nhạc bolero, các bác đeo tai phone vào để thể hiện, để cảm nhận cái độ mượt mà, độ sâu lắng và êm ái của cặp loa 63DX.
Dòng sản phẩm này bên em Đạt Trần xin được công bố mức giá bán 18 triệu đồng cho cặp loa Pioneer set 63DX. Thưa các bác nào có nhu cầu sở hữu cặp loa này hãy nhanh tay alo cho em Đạt Trần, số máy 0983586968. Bên em địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, ship hàng toàn quốc. Thưa các bác nào đang xem kênh nhớ đăng ký kênh bên em. Toàn bộ các giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship thực bác. Ca khúc Bất Hủ của ca sĩ Chế Linh và Thanh Tiên. Ngày xưa anh nói anh thương có em vui, không ai ngoài em nữa. Ngày xưa chất âm của cặp loa Pioneer 63DX, một cặp loa đẹp xuất sắc và zin nguyên bản 100%, sản phẩm với mức giá 18 triệu đồng. Các bác nào có nhu cầu nhanh tay alo cho em Đạt Trần, số máy 0983586968. Thưa các bác, shop em địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, ship hàng toàn quốc. Oh,
Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.